Hello cả nhà. Hiện tại là mình đang đến trước cổng Sexy Show nha. Đến Thái Lan là nhất định các bạn phải đến đây tham quan nha. Hiện tại là mình đi là 1.500 bạc nha. Giờ mình đi massage nha cả nhà. Massage mà massage khỏe nha, không phải massage không khỏe nha. Đó. Xôi xoài. Ủa mình đâu? Mình đây luôn hả? Nằm đây nè. Dạ. Đây nè. Là nam cái thằng kia thải nằm đây, kêu ngé nằm đây. Cho ngé nằm đây. Chị Sáu đây, chị Giang nằm bên đó. Đây, thay đồ rồi nha. Bộ đồ được của mình nè. Đó, thay bộ đồ này vô nha. Thay bộ đồ này vô. Bộ đồ mắc cười quá. Đứng ai đứng lên đi cho con quay cái đồ cái này hả? Thì bộ đồ massage mà. Bộ đồ lấy trà nha, trà thơm quá. Hello mọi người, địa điểm tiếp theo tại đến đó là địa điểm cà phê Giác Vàng nha. Bây giờ sẽ vô quay cho tất cả mọi người xem nha. Đây, cà phê Giác Vàng đây. Kiếm bàn mình ngồi. Rồi. Bàn ghế hoàng cung nữa. Anh vô chỗ ngồi đi. Mới quầy vô. Để đang kiếm chỗ quen. Đây đây đây. Đây, đây là ly cà phê sữa Giác Vàng với miếng bánh Giác Vàng nha. Đây 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 đây. Đó. Uống cà phê sữa Giác Vàng. Trời ơi, có hàm găng sứ rồi mà anh vô chơi vàng vô găng dính vô găng nữa không? Trời ơi, chịu gì nổi không? Chết rồi. Ngon quá nha. Thử miếng bánh. Đây, miếng bánh có vàng đây. Ngon lắm nha. Khá là thú vị.
ai đi Thái nữa nhớ đi tới thưởng thức một lần ha. Đây mình tiến tới khu vực nước nha. Bây giờ là hiện tại là mình đang đi ăn nha. Có bạn rồi, giờ đi lấy đồ ăn. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. Xanh hay gì đó. Rồi cái này là cũng bún nữa mà không biết cái gì nè. Chất bún ra sữa. Bên đây là khu vực lấy bò nè. Nghĩa lấy chưa nghĩa? Chưa, con chưa lấy nữa. Con đi lượn một vòng cái. Chết luôn. Đây 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 con sao nè, đây. Cái này bà lấy luôn rồi, thôi con bưng lên đi. Đó, con bưng lên rồi bà lấy cái khác để cho con được. Ok. Quá rồi, quá lấy rồi. Quá lấy rồi. Đây. Đây, bên đây gỏi nè. Đã. Không biết. Tự làm mới dễ biết. Ơi bợ giùm cái. Lấy cho giữ vô em kêu bợ. Rồi đây nè. Rồi. Ok. Đây mình chọn cái bàn view ra ngoài cho mát nha. Cái này là lẩu quá.
ăn lẩu với đầu nướng nha. Thịt bò này. Hello cả nhà. Thì bây giờ mình di chuyển tới một khách sạn nữa. À, khách sạn này ở Pattaya nha. Thấy cũng đẹp đẹp xinh xinh đó. Không biết tên khách sạn gì nữa. Đây đây đây. Khách sạn nè, tối nay mình ở đây nha. Ở đêm nay và ngày mai. Cũng hoành tráng lắm á. Ôi cá sảnh nè. Cá sảnh mát rượi luôn. À, khách sạn này có hồ bơi luôn nha. Ở tầng 8. Mà nói chứ có bao giờ bơi đâu. Ở Việt Nam hồ bơi nhóc mà không bơi. À, đẹp lắm nha. Đây khách sạn đẹp. Đây lấy phòng rồi nha. 2606. À. Thank you.
số 6. Số 6. Rồi. Máy này đóng nhầm luôn nha. Cái bên này nó khác trong Việt Nam của mình, nó ghi mã căn trước nè, 2606 là lầu 6, căn số 26 nha. Đây nha, chỗ của mình 2606. Đây khách sạn này hơi xịn sò nha. Máy lạnh là đây, điều khiển được luôn. Tắt đèn, mở đèn. Đây, cái căn của mình là cái căn gốc. Đó. Ngoài này có cái ban công nữa nè. Rồi, cho vô coi này nữa nè. Lúc nào cũng có cái sắt nè. Tủ lạnh mini. Đó, nước suối. Lúc nào cũng có nước suối, ly, cà phê. Ấm đun siêu tốc. Tủ gói. Rồi, tên tên tên. Đây. Cái nhà tắm nè. Máy xay tóc. Bồn tắm nè, bồn tắm này là cái view ra ngoài ban công. Thôi nha cả nhà, bây giờ là đi tắm rồi chuẩn bị tiếp mục tiếp theo là đi xem sexy show đó. Người ta nói là qua Pattaya Thái Lan đó, mà không đi sexy show là không phải đi Thái Lan nha. Hồi bye bye cả nhà, có gì hay hay quay tiếp chia sẻ cả nhà xem nha. Hello cả nhà, hiện tại là mình đang đến trước cổng sexy show nha. Đến Thái Lan là nhất định các bạn phải đến đây tham quan nha. Hiện tại là mình đi là 1.500 bạc nha. Và đặc biệt đi vô đây á, cả nhà bỏ điện thoại ở ngoài, không có được đem điện thoại vô đâu. Đó cả nhà, 1.500 bạc đó.